phim Giao lộ định mệnh, một trong những bộ phim Việt lại có nội dung rất giống với một bộ phim của Mỹ sản xuất từ đầu thập niên 90. Giao lộ định mệnh được xem là một trong những bộ phim Việt có doanh thu cao nhất từ trước đến nay. Thế nhưng, với sự trùng lặp khó hiểu đến 90% từ cách xây dựng kịch bản, tình huống nhân vật đến bi kịch trong phim với bộ phim Shutter của Mỹ đã đặt ra một nghi vấn. Liệu Giao lộ định mệnh có sao chép ý tưởng của bộ phim này hay không? Khi sự việc xảy ra, cách ứng xử không rõ ràng của người trong cuộc đã gây thất vọng cho cả người hâm mộ lẫn người cùng nghề. Nghi án đạo phim dành cho Giao lộ định mệnh và đạo diễn Victor Vũ, nhưng với việc bị rút khỏi danh sách dự thi giải cánh diều vàng năm 2010 thì có thể nói giới chuyên môn đã đồng tình với dư luận trong việc khẳng định Giao lộ định mệnh có nhiều điểm giống với một bộ phim nước ngoài. Chúng tôi đã tìm cách để xem hai phim này, phim Sắt Đại của đạo diễn Vonnegut, Quý Thức Sen và phim Giao lộ định mệnh. Thực ra nếu mà so sánh với cái Sắt Đại của đạo diễn Quý Thức Sen thì chúng ta thấy nó giống nhau tới 80-90%, thậm chí cả những chi tiết rất là nhỏ cũng giống như là chi tiết mà cái cách đào mộ, đào xác người hay là cái cách mà buôn bán cái dự án đất đai, những chi tiết rất nhỏ. Chưa nói về những cái có tính chất nghề nghiệp hoặc là việc sử dụng chất liệu, việc giống về phong cách, việc giống về cấu trúc kịch bản, hệ thống nhân vật, rồi đặc biệt là cái phim này có một cái kết rất bất ngờ. Cái việc mà trùng hợp về ý tưởng đến mức ngạc nhiên thì tôi thấy là chưa có trong lịch sử điện ảnh thế giới. Thí dụ như Hamlet, nhiều nước làm không sao cả, nhưng mà vấn đề ở chỗ là nó phải được minh bạch, nó phỏng theo cái gì, nó phóng tác theo cái gì, hoặc nó chuyển thể theo cái gì thì đều phải có cái sự dũng cảm của người nghệ sĩ, bởi vì chúng ta không thể sống bằng sự mạo danh. Bởi vì tất cả sự thành công mà mạo danh thì nó cũng chỉ như bong bóng xà phòng mà thôi. Bởi vì bây giờ chúng ta là thế giới phẳng, ở bên kia ta viết gì, người ta làm gì thì bên này biết hết, là mọi người đều biết hết. Cho nên là không thể như ngày xưa được, đúng không ạ? Không thể như ngày xưa được. Vụ việc đã đặt ra một vấn đề là liệu với cách làm phim này, phim Việt có thật sự khởi sắc hay không? Nhưng tôi nghĩ là cuối cùng thì cái quyết định của ban tổ chức giải thưởng cánh diều vàng cũng là vẫn còn kịp. Và cũng là một cái rất là phù hợp để tất cả những người làm phim ấy có trách nhiệm hơn đối với cái việc mà tác quyền của tác phẩm của mình. Vụ này rất là tiếc là xảy ra. Cái này á, để nói chút xíu là như là Victor cũng kể và nói nhiều lần là cái phim này là từ một cái ý tưởng Victor có khi mà Victor học điện ảnh bên Mỹ. Năm đó là năm cỡ năm 96 vậy á. Thì lúc đó là Victor cũng không biết về cái phim kia. Thành thử ra khi mà Victor xem cái phim kia thì mới được xem cái phim đó thì Victor nhận xét là có nhiều cái giống nhau. Thì nếu mà tìm hiểu về cái này á thì Victor cũng phải nói một điều là cái gọi là cái creative process khi mà viết một cái kịch bản là cái gọi là cái quá trình sáng tạo. Ok, là trong cái creative process này á, nhất là khi mà viết một cái kịch bản như là Giao lộ định mệnh, là Victor đã cũng nói rất nhiều lần qua trong báo chí là Victor theo cái phong cách Hollywood và phong cách Hitchcock, là có những specific chính xác là thể loại của Hitchcock. Thì á, nếu mà nói về phim Hollywood, tại sao người ta nói phim Hollywood là phim Hollywood, là tại vì nó theo một cái motif, nó theo một cái những cái gọi là khuôn mẫu. Ok, khi mà Victor quyết định làm cái phim theo cái phong cách Hollywood và Hitchcock thì Victor cũng phải chấp nhận phải theo những cái đường dây từ A tới Z. Thì anyway, Victor nói cái này là cái này á, là do cái như là Victor nói cái quá trình sáng tạo. Nói chung là mình theo cái motif đó, motif gọi là cái, một cái Hollywood thriller thì mình bị đóng khuôn
đóng 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 khuôn vào một cái một, đúng không, phải không, đóng khuôn lại nữa. Thì anyway, những cái khuôn mẫu đó là coi như có sẵn rồi, là mình đã quyết định, mình cũng nói ra là mình theo một cái phong cách Hollywood, phong cách Hitchcock, thì mình theo những cái đường dây đó. Nếu mà nói là tránh mấy cái trường hợp mà giống nhau thì cũng thực sự là rất là khó. Và phụ huynh thì vậy, cho nên là chị nghĩ đây là ta coincidence. Tình cờ. Tình cờ. Khi mà xem cả cái phần âm nhạc thì cái trailer của hai phim á, cái tempo khá giống nhau. Anh nghĩ cả âm nhạc mà nó trùng hợp luôn thì khó. Không, nhưng mà cái suy nghĩ nhạc cũng phải theo một cái mô típ, nhạc cũng phải theo một cái mô típ thôi. Tại vì nếu mà nói về cái khuôn mẫu thì mình coi như từ A tới Z luôn, từ ánh sáng tôi cho đấy là hệ quả tất yếu của một cách làm việc, của một tư duy làm phim. Nó phản ánh một cái mặt bằng văn hóa của một số nhà làm phim Việt Nam thời hiện đại, trong đó có nhà làm phim Việt Kiều. Psychogenic amnesia. Patient doesn't know his name, his family. For how long? Could be a week. Could also be permanent. Mất trí nhớ. Mất trí nhớ. Vậy đến khi nào nó mới hồi phục được? Có thể là một thời gian ngắn. Cũng có thể lâu dài. So retaining tractor. Press hard. Em đây mà. Who? Cô là ai? You know who they are? Sure, you told me. Em sẽ giúp anh tìm lại ký ức. Hey. I know this place. You really remember? A little tired. Well, for the first few days. So here you are. New marina complex. That's the Merrick Scott Tower. Trước đây khu vực này là đất quan nhà trống, nhưng nhờ những dự án của công ty mình mà nó đã biến đổi thành một cái diện mạo như thế này đây. I'd like you to meet your secretary, Nancy Mercer. Welcome back. Chào anh. Đây là Thảo.
thư ký giám đốc. Our boy. Mày nghĩ là vợ mày đang ngoại tình. It was Stanley something. No. No, it was Stanton. Yes, that was it. Anh có biết khi nào anh về không? Anh có thể để lại số điện thoại. Tôi sẽ nhắn cho anh ạ. I need to ask you a question. Shoot! Before the accident, was I having trouble with Judith, with my marriage? Tao muốn biết. Trước khi gặp tai nạn, giữa tao và Trang đã xảy ra chuyện gì? Judith was having an affair, right? Vợ tao ngoại tình phải không? You treat her like a piece of goddamn furniture. Tao không ngờ mình lại đối xử dã man với Trang như vậy. There's something wrong here. Giữa hai đứa con có vấn đề gì phải không? She's a pathological liar. Nó chỉ giả tạo với con thôi. Dan, do you know how much you're worth? Nếu con chết đi, ai là người hưởng hết cái gia tài này? She can do anything and get away with it. She's sick. Người như nó sẽ không từ một thủ đoạn nào để đạt được mọi thứ. She's got you right where she wants you, like a child. Con nên thận trọng, nhất là đối với vợ con. Anh yêu, em gọi cho anh mấy lần nhưng không được. Em đang ở nhà một mình. Em muốn anh qua đây với em nha. Anh. Mr. Merrick's taking a nap. Any calls, Lydia? They call back later. Stan, someone. Let's see. Jack Stanton. Nhưng mà anh đang nghi ngờ. Lỡ anh phát hiện ra thì sao? Thôi, anh sắp xếp gặp em liền bây giờ nha. Ok, bye. What are we doing with this shipwreck? Done. We dump it tomorrow. Tụi anh đã bán được khu đất bỏ hoang bên quận 10 rồi. This is important. Tell him Jack Stanton's in town. He called my wife. Báo, mày gặp tao trước một người đó. Tao nghĩ Trang đang trên đường tới đó.
Whatever's left of him is rotting in that old shipwreck. Mày và Trang đã chôn xác nó ở nơi mà mày nghĩ là không ai có thể phát hiện ra. Một nơi hoàn hảo khi nó đã bị bỏ hoang 5 năm nay. My guess is that you killed him. Khi mày phát hiện ra nó đã ngủ với vợ mày, nên mày giết nó. I can't remember. Tao không nhớ. Nghĩa là sự thật. Anh ta giết Kiệt phải không? I was trying to protect you. Em đã cố giấu hết mọi chuyện. Chính là kẻ Mexico. Now, tonight. Judith, what do you mean we? Well, of course we. We're in this together. We can't go loping off into the sunset. I am out of your life. Do you understand me? Archie, don't say that. You can't just throw me away like... Trong buồn về cái xác rồi. Cái bóp của anh có còn trong bộ đồ đó. Anh không có lại lấy mới được. Từ từ thôi anh. Bình tĩnh lại. Bình tĩnh cái gì? Cái bóp của giấy tờ của anh ở trong đó.